Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục để phân tích cái giá vàng thế giới và đồng thời cũng có những cái chia sẻ phân tích cái giá vàng trong nước. Thì chúng ta như chúng ta đã biết là trong tháng qua, tức là tháng 6, thì nước Anh đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Vì vậy mà khi Anh đã rời khỏi Liên minh châu Âu thì làm cho giá vàng tăng lên rất là mạnh. Và khi những cái bước tăng này cũng làm cho giá vàng trong nước cũng tăng theo. Như vậy thì khi thời điểm giá vàng tăng lên thế này thì các nhà đầu tư đã đổ xô đi mua vàng miếng rất là nhiều, dẫn đến là vàng có giai đoạn và trong nước có giai đoạn lên tới 40 triệu một lượng, và sau đó thì có vàng có những bước điều chỉnh giảm rất là sâu. Thì bây giờ giá vàng trong nước hiện giờ chỉ còn khoảng 36 triệu 240 ngàn một lượng. Như vậy thì giá vàng đã giảm đến gần 3 triệu 660 ngàn. Như vậy thì cái mức giảm này rất là nhiều. Nhưng mà nhà đầu tư cũng có nhiều cái lo lắng. Thì hiểu được những cái sự tăng trở này, chúng tôi cũng chia sẻ thêm để cho nhà đầu tư có những cái yên tâm hơn. Thì xét về biểu đồ kỹ thuật, chúng ta thấy rằng là hiện giờ cái trend tăng vẫn đang tiếp tục. Bây giờ chúng ta cần thêm một vài cái yếu tố xác nhận nữa thì vàng có thể sẽ khẳng định mình tiếp tục được tăng lên. Chúng ta quay qua biểu đồ tuần thì chúng ta thấy rằng là với cái nến tuần hiện tại và trong tuần này, thông tin của cuộc họp OMC hôm nay vào ngày 28 tháng 7 này thì có những thông tin nói chung cũng chưa có nhiều yếu tố triển vọng tốt lắm. Thành ra cái giá vàng đã có sự tiếp tục tăng. Về thông tin cơ bản thì vàng đang có dấu hiệu tăng. Và về phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là để khẳng định được cái xu hướng này tốt và rõ ràng thì vàng cần phải đóng cửa trong tuần này trên giá là 1340, thì xem như cái đà tăng trưởng của vàng sẽ được tiếp tục. Để các nhà đầu tư có những cái sự theo dõi đầy đủ hơn thì chúng tôi có những cái chia sẻ như sau. Cái thứ nhất là chúng tôi có một cái quyển, đây gọi là quyển cẩm nang giao dịch ngoại hối. Thì cái quyển cẩm nang này sẽ được chia sẻ miễn phí. Để có thể download được cái quyển sách này thì anh chị hãy xem trong cái phần mô tả của cái video này có được link, và anh chị click vào đó để anh chị tải thì anh chị sẽ nhận được cái quyển sách này. Quyển sách này đây là một cái quyển sách được biên soạn rất là công phu, tập hợp những cái kiến thức, những cái giá trị rất là quý báu của những nhà đầu tư lão luyện trên thế giới. Họ đã chia sẻ những thành công, những vấp ngã và các nguyên tắc quản lý vốn trong cái giao dịch về ngoại hối hoặc là giao dịch vàng. Vì vậy quyển sách này dành cho những nhà đầu tư có cái sự quan tâm phân tích giá để có những bước đầu tư hiệu quả hơn. Thì chúng tôi gửi tặng cho quý anh chị của nhà đầu tư một quyển ebook này để có thêm kiến thức với phân tích và giao dịch hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì cũng có thêm một cái công cụ hỗ trợ, đó là cái ứng dụng dự báo giá vàng. Đây là cái ứng dụng di động. Thì anh chị có thể vào trong website là dự báo giá vàng.net và chọn trong cái phần là ứng dụng di động, click chuột vào đây và nó sẽ dẫn cho chúng ta đến cái trang giới thiệu về ứng dụng dự báo giá vàng. Trong cái trang này thì anh chị kéo chuột xuống xem các cái hướng dẫn, và cuối cùng và cuối trang thì nó có cái đường link để chúng ta download cái ứng dụng này về điện thoại di động, cài hệ điều hành iOS hoặc là máy tính bảng, và ứng dụng trên hệ thống Android. Thì ở đây khi anh chị cài đặt cái ứng dụng này trên hai điều hành này vào máy điện thoại hoặc là máy tính bảng thì anh chị sẽ nhận được những cái thông tin chiến lược tư vấn đầu tư vàng vật chất trong nước cũng như là vàng thế giới. Thì đây là những cái mức hỗ trợ mà chúng tôi nhằm chia sẻ những kinh nghiệm giúp cho nhà đầu tư có những cái bước đầu tư hiệu quả hơn. Quay trở lại cái gì phân tích đồ thị trên đây thì chúng ta thấy rằng là như tôi đã nói, giá vàng cũng đang có xu hướng tiếp tục tăng. Như vậy thì nếu chúng ta là nhà đầu tư, chúng ta có tiền nhàn rỗi
Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thế nào để hiệu quả? Câu hỏi đặt ra là chúng ta bây giờ chúng ta giữ tiền hay là chúng ta giữ vàng? Thì câu hỏi này hầu như là rất là nhiều nhà đầu tư có thể nhận rõ đang rất là trăn trở. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư có những cái gợi ý như sau. Thứ nhất là bây giờ chúng ta nếu chúng ta có tiền, chúng ta gửi ngân hàng để chúng ta hưởng được lãi suất. Nhưng nếu mà vàng vật chất có cái dấu hiệu mua vào tốt thì chúng ta có thể chuyển từ tiền sang vàng. Chúng ta mua vàng chúng ta cất giữ hoặc là chúng ta ký gửi lại ngân hàng. Chúng ta gửi một cái phí rất là nhỏ thôi. Khi giá vàng nó tăng lên thì chúng ta lại bán vàng ra để chúng ta lấy lại tiền, và tiền này chúng ta lại gửi ngân hàng, và thế là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái giá trị thặng dư, giá trị thặng dư là lớn hơn. Nếu mà anh chị là những người theo dõi các cái video của chúng tôi thì anh chị sẽ thấy được cái bản tin, những cái bản tin từ đầu. Thì vào ngày 7 tháng 1 năm 2016 này, lúc thời điểm này thì giá vàng ở 1090 thôi, giá vàng thế giới 1090, nhưng giá vàng trong nước cũng đã 30 triệu. Và sau đó chúng tôi có những cái sự phân tích cái giá vàng trong thời điểm đó. Đây chúng tôi quay lại cho anh chị thấy, chúng ta sẽ có cái thời điểm là dự báo giá vàng ngày 7 tháng 1. Ở đây 7 tháng 1, bản tin số 4. Thì thời điểm này thì chúng ta thấy giá vàng xin đây. Chào các bạn. Giá vàng thời điểm này thì chỉ có là 1090 thôi, trong khi đó thì giá vàng vật chất đã là 30 triệu. Nhưng đến ngày hôm nay thì như anh chị thấy là giá vàng thế giới đã lên là 1338. Thì như vậy có thể nói là từ tháng Giêng, từ 7 tháng 1 cho đến thời điểm hôm nay là ngày 28 tháng 7, tức là nửa năm, thì giá vàng đã tăng được là trên 300 ao, 300 đô cho trên một ao. Như vậy thì mức tăng này là khá lớn. Còn xét về vàng vật chất thì nó đã tăng lên từ 30 triệu lên là 36 triệu 240 nghìn. Như vậy thì nếu chúng ta là nhà đầu tư mà chúng ta biết có được có những cái kiến thức như thế này thì chúng ta có thể chuyển đổi từ tiền sang vàng, và bây giờ chúng ta lấy vàng chúng ta bán ra để chúng ta đổi sang tiền, như vậy thì đã tạo được một giá trị thặng dư đáng kể. Để có những kiến thức như thế này thì chúng tôi xin được nhắc lại là anh chị có thể xem cái link download của cái quyển sách Cẩm nang giao dịch ngoại hối. Thì với những kiến thức này chúng ta có thể giao dịch vàng, ngoại hối, chứng khoán, vân vân. Ngoài ra thì anh chị có thể tải cài thêm cái ứng dụng dự báo giá vàng để nhận được những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Đó là những cái chia sẻ của cái bản tin ngày hôm nay, hy vọng sẽ được hỗ trợ anh chị nhiều hơn qua cái quyển sách Cẩm nang giao dịch ngoại hối và ứng dụng dự báo giá vàng, đồng thời trong những cái series hướng dẫn phân tích cái giá vàng trong thời gian tới của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý nhà đầu tư hiệu quả thành công.